Trải qua những năm tháng làm ở các vị trí khác nhau tại nhiều quán ăn, nhà hàng, anh Hải nhận thấy, ngoài hải sản, Bình Thuận cần có những món ăn đặc trưng để mỗi khi đến, du khách không thể bỏ qua. Quán bò nóng Phú Quý có mặt tại Phan Thiết cũng xuất phát từ ý tưởng và tâm huyết ấy. Bò nóng Phú Quý có cơ sở 1 tại xã Tâm Thanh, huyện đảo Phú Quý và cơ sở 2 tại đường Hùng Vương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nguồn nguyên liệu chính của quán là từ thịt của những con bò được chăn thả ăn cỏ tự nhiên trên huyện đảo Phú Quý. Vì vậy, thịt thường săn chắc, ít mỡ và thơm ngon hơn. Thực đơn tại quán bò nóng Phú Quý cũng rất phong phú. Đầu tiên phải kể đến là món tái chanh. Món kế tiếp là thui hoặc nướng. Tùy vào nhu cầu của thực khách mà đầu bếp sẽ lựa chọn để chế biến sao cho hợp khẩu vị. Ngoài ra, bò nóng còn có các món như xào lăn, hấp sả, áp chảo, nướng. Món lòng cũng có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp sả, xào cải chua, hấp gừng. Một đặc trưng của quán bò nóng Phú Quý tại Phan Thiết chính là lẩu xí quách. Món ăn này không những đem lại cảm giác ngon miệng khi vừa nhâm nhi vừa gỡ từng thớ thịt, miếng gân, mà còn bổ dưỡng bởi những tinh túy từ ống tủy kết hợp với lòng đỏ trứng gà. Nằm ở vị trí thuận lợi ngay giữa lòng thành phố biển Phan Thiết, quán bò nóng Phú Quý phù hợp với nhiều đối tượng khách. Từ đó, góp phần làm phong phú thêm ẩm thực của Bình Thuận, phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng, khám phá những món ăn ngon đặc trưng của vùng đất này. Vâng ạ, không gian thì vừa phải, giá cả bình dân, món ăn thì đa dạng và hương vị đặc trưng. Hy vọng rằng đây sẽ là địa chỉ được nhiều thực khách lựa chọn cho việc khám phá ẩm thực ở vùng đất này.